Rồi, sáng nay anh em làm ẩm thực mà đi xuống cầm quét các bạn ơi. Tự nhiên hai ông nội đang ngồi trao biểu mình mua cà phê uống. Đường mấy đường cà phê nhà cũng già, hôm nay mà đường nó cũng hết đây mà đu. Cậu bạn. Cậu bạn biết sao con không mua không cậu bạn? Mua chè xuống ly hay ly uống chứ gì vậy bé? Hôm bữa ông Triều nó mượn cậu bạn 15 ngàn nó mua cà phê. Nó trẻ chưa? Rồi. Nhớ chưa? Nhớ hôm bữa đi cà phê trẻ chứ chè. Đi du lịch chưa? Trẻ ơi. Mới sáng mới chuyện gì mà nhắc bé cái chuyện gì đâu không phải chung. Tao cũng quên mất cái chứ. Con nói cậu ấy nè. Lách nhắc không đòi được đâu. Cho nó mượn thêm 35 ngàn nữa, đủ 50 luôn. Ờ thôi không đưa tôi 35 ngàn. Con nói thiệt cậu ấy, thằng Triều nó trẻ liên mà. Thì tìm hồi đi hết được. Trẻ không vậy? Đưa 35 ngàn chỉ 50 ai rồi chiều. Quả thì nó chuyển khoản nè. Thấy chưa? Cậu thấy con ngon, dân làm ăn á. Mẹ mày, món sáng đụng mẹ ra. Kệ 35 ngàn nè. Tự nhiên chi vậy mày? Mới ai biểu mày cái thằng mó mẹ thâu mày từ tao có tao có số tài khoản đâu mà wow. Nhưng mà nó ngán mạng sao nó cái đá ra luôn à, mày bao chơi rồi đợi đợi mày mút còn nhớ nha. Nhớ nó 50 á, mẹ đỉnh cao rồi. Rồi làm món gì đi, làm món gì thì nghe ông nói nấu bầu nấu biết gì đó, ai biết bầu với gì bầu gà thì mình đang chờ tên xuống làm cho mình quay trước đỡ video nó dài chút mọi người coi cho nó vui. Ý là sao tìm điểm nào làm ẩm thực suốt ngày cứ xuống nhà tao vậy, anh cứ chui như nhà tao miết chăm mạch vậy đi. Thứ nhất nhà cậu bảy mát, thứ hai là nhà cậu bảy dở quậy nữa. Nhà chắc tu quá trời hay quậy. Điêu ơi, mẹ thuốc hết mà cũng không chịu mua đỡ quá không của anh bàn phính người ta mày. Cái mặt tức mới kêu dữ vậy. Đưa tiền ra mua thuốc. Tiền gì nữa cho nào mà mua ấy. Tao cậu ấy cho nó mượn 20 nữa đi. Tốn kiếm dữ vậy. Là nãy giờ nó mượn chay để tao có tiền nè. Nó có tiền. Là mày còn nợ tao 50 nha. 35 khóa đưa 35 ngàn đó là 50. Không ai, cậu bảy chỗ tình nghĩa cậu bảy lấy 35 ngàn thôi. Lấy 15 ngàn người ta cười. Thí dụ nó bao lại cậu bảy một ly. Nó tình nghĩa. Vậy là mai là uống phở. Bây giờ hiện tại nó đang nợ cậu bảy 35 ngàn á. 35 ngàn ấy. Ý là bữa nào nó bao ly cà phê kia. Là rầu. Chứ tự nhiên cái nợ 35 ngàn. Ủa mà sao nay tự nhiên lấy 35 ngàn cho liền vậy? Cho mượn liền vậy? Chứ giờ anh mượn nào nãy mà máu nói tao mượn cho đủ 50 mà giờ anh điều đó tao lắm nha. Cái tính mà tiền edit nó không bao giờ nó trẻ tại vì nó tìm cách nó bao lại. Vậy nó nợ tao 35 ngàn. 35 hay 50? 35 cộng 15 thì mày kêu 50 15 ngàn đỡ kia bữa nào lên nó bao. Dạ tóm lại giờ nó tóm lại là nợ tao 35 ngàn. Dạ còn 15 ngàn kêu mình xóa mình quên luôn ơi. Nó cái bao nó bao coi như bỏ 15 ngàn ra mình coi thử người nó ra sao. Mày không ngờ sao vậy? Hầu giờ tao biết người nó đâu khỏi cần coi. À. Bữa nào lên bao lại. Người nó bè trận lắm, nụ đạn lắm, thì ngáo lắm. A few moments later. Chạy xuống đâu? Chạy 15. 35 ngàn đưa đây. 35 ngàn. Có tiền nhiều giải không được. Giải thôi mày trẻ ông 15 mẹ đi. Giải đỡ 20 lại rồi. Mà mua gì mày mua. Tiền nó đó mà nó mượn cái 35 ngàn. Cái thằng này chân hướng gì không. Sao mày mặt mày gian dữ mày. Giả là mày nợ tao. Mày trẻ tao 15 đây là mày còn nợ tao 35 nữa nha. 20. Tính luôn cà phê luôn nãy luôn 35 với mày. Tính cái đó, cái đó cái tình nghĩa. Là mày nợ tao 20 á. Là thằng Riêu hiện á. Là mày đang nợ cậu 7 50 ngàn cũ đúng không. Mà nhớ chưa? 50 ngàn mới mượn lấy. Mà trả 15 là còn 20. 75 với 20 mày. Giải mày nợ 35. Giải nó. Cậu nó nợ cậu 75, còn cậu bảy kêu nó nợ 20, đúng rồi. 20 mà. Tôi nợ. Giải tôi còn nợ 20 bạn. Tính kỹ nha. Đúng ha. Giải đúng á. Còn 20 à. Giải 15 cái 15 tình nghĩa. Không tới cười. Nó đang thử cậu bảy. Giải là nợ 20. Tao nợ mày nợ tao 20. Mày nợ tao hay tao nợ mày? Tôi mới đưa ông nhiêu? 15 ngàn. Đây để đưa 20 đó hết nợ. Đúng rồi. Đúng. Không ông con nợ đâu nha. Rồi hết nợ nha.
Mười vị. Dạ hết nợ. Không có cái phần nợ tao gì đâu. Cho ông tình gì nữa nha. 15.000 nữa mà. Tình nghĩa mà sao cứ đem vô đó. À tình nghĩa. Bữa nào lên bao phần nữa nha. Thôi ai uống trái chè ông mày khùng á. Cậu bảy muốn nó trả cái đẹp là cậu bảy đưa nó 35.000 là nó trả cậu bảy 50.000 luôn. Chứ còn bây giờ cậu bảy đòi lại. Ờ có 50 trả không? Ờ đưa 50 đi. Ờ đưa 50 trả. Dạ cậu đưa con 10.000 nữa. Đúng rồi. Cậu đưa con tao 10.000. Đưa 10.000 chơi đó. Cậu đưa mày ta đúng 50. Con còn cái con cái con cái tao 10.000 đây, hai tình 5.000. Cậu bỏ đúng luôn. Đây, đây cậu đưa con 10.000 ấy. Đúng rồi, đưa nó 10.000 nữa đúng rồi. Ờ sao tự nhiên đưa 10.000 nữa mà đưa 50. Đúng rồi. 35. Cái tiền nó kẹt ở trong đống đây. Đấy, bây giờ ông đưa cho 10.000 ấy. Đúng một chút mừng bò. Giờ ông muốn lấy 50 hay muốn mất 10.000? Ấy là nó phải đưa ta 50 cho. Dạ đi. Rồi đó, rồi điều đưa ông 50. 35 nè, rồi. Rồi ông 2 tuần. Rồi. Rồi. Vậy là dần điều chốt lại nó nợ cậu bấy nhiêu? Không có nợ đó. Đó thì đưa nè. Hết nợ nè. 50 hết nợ nè. Tại đâu, đâu nó không nợ tao không? Cái đầu để... Cái 35.000 kia là tính sao? Sao bị nợ đầu vậy chứ? Còn cái... Rậu vậy mày. Mày là còn cái 35 mẹ mày, mày nợ ông mà. Mày nợ ông 50 ban đầu. Mày bị ngáo sao mày? Ông mới đưa tao 10 ngày tao đưa ông tao lại. Quả chứ 15.000 ban đầu dưới lại 35.000 là 50.000. Bây giờ mày đưa ông 50.000 nãy ông mới đưa mày 45.000. Lại giờ mày nợ là ông 35.000 chứ mày điên sao? Thì mày tính vậy đây tao nợ ông là 75.000. Nợ tao 35.000. Bây giờ hiện tại là không quên 30 à. Nó đưa cậu bảy 45.000 rồi. Vậy tôi mới đưa. Đưa 50 mà. Ờ. Nó nợ tao. Tổng là nãy giờ cậu mấy đưa nó. Cho cậu đưa lại con tao 50.000 ấy. Đưa 5.000 đó. Mày còn nợ 30. Để cho 45 cho giờ. Ờ. Đưa lại con tao 50.000 ấy. Đâu xem giờ 45 đi. Rồi mày nợ ông giờ mày nợ ông 45 ấy. 15 chưa? Tính lại coi 30. Lúc đầu tiên ta đưa mày 35. Sao... Rồi con nợ cộng 15 nha. Ủa? Sao nợ 15 ngàn mày? Sao mấy? Ông đưa mày tổng cộng 85 ngàn. Mày đưa lại ông 40 là mày nợ ông 35, 45 ngàn chứ. Thì tôi đưa ông 15 ngàn nữa hết nợ 25 nha. Thì tôi đưa 45, mày đưa ông 15 ngàn mày còn nợ ông 30. Rồi. Có cái kẹp phơ vậy không? Giờ nó nợ cộng 30 á. Rồi 30 ngàn, mai uống phơ từ. Thấy chưa? Xong rồi. Nó còn thiếu tao. Có cái đoạn tao thấy nó hơn. Rồi, hết nợ. Nó còn nợ. Mày nợ 30 chứ hết nợ. Mày khôn nữa mày. Mà khôn giống mày. Khờ mày khôn quá hả? Mày ăn gì cái tiền mày khôn chứ vậy? Mày chọc lại uống. Có mua đồ xuống làm thật không? Cậu nghe nó 30 mày uống cà phê. Nó cần phơ 30 phơ có 15 ngàn. Thì nó người 15 ngàn. Đi xuống qua đem tiền mày mà. Mua mấy ly cà phê mà chút tông quá. Đấy. Đó cũng mày kia đây xuống là tốn tiền à. Thành kiều con nợ ta 30 à lấy nó. Dạ. Đúng rồi. Đưa vài đồng mua phơ uống làm vậy cậu ấy. Điều máu đưa tao, nó đưa tao, tao đưa nó 30 rồi á. Tao điều đưa ông 30 lên lấy bay có 7 ngàn ly mày gì cãi lộn dữ tao. Mày máu che mà đù mày. Thì giờ mày đưa mày máu cho tao, giờ mày còn nợ tao 30. Thì hai ông nậu đây uống cà phê là nhặn nhau nè. Cái vụ cà phê cũng nói luôn nha cậu bảy. Tiếp ai nữa tính. Chú và nó có tờ 500 nữa kìa cậu bảy. Mẹ nó cũng kêu 500 trẻ cậu bảy nữa. Cái tờ đâu á, có 2 tờ 5 ngàn. Đâu 2 tờ 5 ngàn đi. Rồi. 30 mà đưa mày cho rồng mấy cái này mà. Để cậu đưa con lại tao mượn con mượn cậu 1 ngày nữa. Ờ, cho anh 4 người mà. Cho anh cho nó chẳng á. Lại 40. Là đang nợ cậu 40 đúng rồi. 40 quá nha. Đâu con 2 tờ 10 ngàn nữa. Đâu cái đây là đâu? Mẹ đâu? Chữ mày mấy cái kia đến đâu tao dục tiền hết mày nè. Nó mua về rồi. Đâu xem này. Đâu. Mua lấy mẹ này mua lấy em đâu xem. Dạ. Ông mượn 30 cái mày chết chữ mày. Mua anh em uống luôn. Đâu mày nợ tao 30 á. Rồi. Vậy thôi em có 30 bạn đưa 40. À 40. Mày đưa ông còn nợ tao 40 á. Là giờ lấy 40 hay lấy 30? Anh lấy 30 thôi, giờ anh nợ một đèo thôi, nợ một đèo thôi. Bây giờ tao còn nợ không nhờ? Mà nợ 40. Bà mẹ đưa 30 có lời mua cặp hơ mà cái vậy, gì vậy? Vậy nó còn nợ tao 10.000 ấy. Dạ, cậu bây đưa nó 10.000 nữa ơi. Rồi. Cho nó đủ 50 trái chẳng mẹ đó. Đưa, giờ đúng là chẳng mày. Rồi, tao đưa mày, mày nợ nợ tao 50 á. Rồi, đúng anh nợ mày 30. Đâu? Nợ 30 đúng không ta? Ừ. Có nợ tôi chi. Chứ ai biết, giờ lấy tiền này cậu bây. Quá, giờ tóm lại giờ ông không nợ ai? Đây nợ ai? Ông nợ tôi chứ. Đâu, sao á? Quá nợ ai? Đâu tiền ông cậu bấy đi đâu? Không biết, mày chè, nợ chè, tao. Mày nợ tao 50 hồi nãy giờ tao. Đã. Tao không biết mày nợ tao 50, tao nợ một đều rồi tao không có nhớ nhiều mệt phải không? Quá sao hả? Mà tôi mới đưa tao không mà.
Tao không biết mày đưa ai cỡ mày. Tôi chạy ăn sáng tôi cầm làm 300 ngàn mày còn nợ tao 50 chạy rầu vậy rầu. Vậy như vậy cho nó một đều trả nhanh. Rồi vậy vậy thôi bây giờ mày ông. Đấy, anh đi là bao nhiêu đâu? Vậy bây giờ rốt cuộc con nợ ai? Nợ tôi là ai? Đâu anh ăn nợ cậu bay chứ. Bây giờ không? Có nghĩa là mày vẫn đang nợ cậu bảy nè. Anh đang chữ à? Còn cái tiền này anh ăn nợ mày. Còn bao nhiêu tiền tính? 40. Ê đúng 50 này đâu. Đâu mẹ, đâu? Tôi là hết nợ đây mà ông thành ông nợ tôi. Tôi chạy nợ cho ông đành nợ tôi. Ủa sao được? Tự nhiên ông Hân mau xuống mà tự nhiên bắt. Tao không biết chứ cứ điều anh nợ. Đúng rồi. Vậy đâu? Tao nhớ vậy. Tiền đâu mà. Bây giờ mà trả ông 50 đi. Trả lại. Coi. Mà tiền gì luôn. Tự nhiên không cãi lộn gì có vụ uống cà phê gốc đưa tiền lên mua phơ. Thôi bây giờ anh Hân đi cũng được rồi, anh Hân ngồi xuống này. Mới tiền lẻ tao đâu? Mới tiền lẻ mày đậu tao không biết đi đâu luôn á. Chết chết cậu bay đó, chết hết rồi. Thôi giờ vậy nè. Ở đâu nợ mày còn nợ tao 50. Ê đồ mày ông đừng ăn cướp rồi lên làng quá cậu bay quá. Tao khùng cho ông tôi. Chứ nãy giờ mày mượn tao đó mày đưa. Thôi giờ đâu mày đưa ông 50. Giờ mày trả tao 50 đi. Đâu ông thấu nè nó 40. Ông làm gì tao đưa tiền đủ thấu. Anh đến đây nè. Tao nói tiền 40. Thôi giờ tao nợ mày 400 đâu đó. Tao nợ mày 400 đâu anh hỏi mày nếp mà 50 hiểu không? Đâu đúng 500 nào hả? Đâu đâu nè đi từ từ nè. Cậu bảy hồi nãy là chính xác là rượu nợ cậu bảy 50 đúng không? 50 bây giờ rượu 450 với 50 à giấy tờ này tao lấy tụi chúng mình chứ chứ phải nhà tao là xếp 1 chứ đúng rồi. Mày đưa sao 50 ngàn cậu bảy cấn rồi hồi nãy cậu bảy cấn là ê cấn quen mong đang cầm cô là 50 ngàn này chứ không nãy đâu nãy cũng đâu có cấn đâu rồi ông đợi cuốn tới 450 nữa để 600 à sâu sâu 600 cậu bảy nợ ăn điều là chạy 600 tại 50 đúng không với lại 50 trước đó nữa là tiền lẻ đó cho tao 500 ngàn của tôi chứ dạ em sao 600 nhiều bây giờ này 500 này tao trả mày 600 này 600 trả mày 50 này đúng rồi đó 50 là ông mày đang ở đâu có nghĩa là bây giờ ông Hân đang nợ cậu bảy nè ông Hân đang nợ cậu bảy nè mới nợ nữa tại vì ông Hân nghĩ ông giải cuối cùng tiền lẻ của ông ấy thế là của ai tiền của tao á cậu bảy ê nãy giờ không cậu bây giờ cậu bảy dân rìu xong chưa xong xong rồi là hết nợ nhau rồi tao còn nợ 50 bỏ vậy vậy là ông Hân không vậy là cậu vậy là cậu nợ con ai cậu nợ cậu tao nợ mày 50 anh không có nợ rìu ai lộn anh không có nợ cậu bảy anh chỉ nợ rìu đấy còn tao làm ăn không mà sao nói đâu có từ 15 ngàn không có vậy là 50 đây của tao chứ tiền lẻ rất khó tính cậu con mượn người nào cũng trả người nấy đâu đây đây con mượn 50 ngàn cũng trả lại đây con khối cà phê đó 50 ngàn đó là từ đều cậu cấn á hết nợ cậu cấn ăn riêu còn nợ ta 50 đó giờ mà đưa lại cho mày nè 50 chứ hôm nãy là 50 đó là 100 ông cấn đâu mà ông cấn tiền vậy mày đưa tao 100 đi mà đẻ tao 100 đi mà đẻ tao 100 đi đồ nó rốt như tôi cũng canh vậy ông mày mấy giờ máu sáng gì đâu giờ đây máu 50 à đường 100 đúng rồi là con đây thôi đưa tao ta, cho mày cậu đấu không một ta cho mày thôi mày đưa tao đây đi 50 con này đâu bây giờ cậu đấu không ta cho mày nó tới 20 đi mày đưa tao 50 ngàn tao nợ mày 100 đồ có từ 15 ngàn cà phơ mà sao giờ ra dài không đâu tao nợ mày 400 đâu bỏ sao giờ cầm tờ 500 nợ 400 thì tao nợ nó 400 chứ giờ sao chồng có tiền lẻ không có tới 50 rồi bây giờ vậy nè bây giờ sao hết nợ rồi đúng không để tiền mua cà phơ đứa nào mua phơ ông Hân hiện đang nợ cậu 50 hay là nợ điều 50 tao búa tao bây giờ tiền Hân là nợ tao 50 quả chứ nãy cậu bảy cấn rồi mà con có lên mượn cậu nãy giờ con cậu có đưa con nhằn thật lé nào cũng nói là cậu bảy nhưng mà cậu bảy cấn à nãy tao đưa rìu giá lên rìu con nợ tao 50 rìu con nợ tao 50 mà đưa ông 50 luôn hay cho xong cho rồi rẻ 50 hay cho xong rồi đây sao chơi bữa sao cà phơ ai chạy mua đứa nào mua cà phơ giờ đi mua cà phơ thì bây giờ mới hết nợ rồi mới đi mua nè mà nợ 50 mày đưa ấy để 50 đi rồi đi cà phơ cái tàu nở không ké rồi nó vậy đâu bây giờ sao này sao này sao hả Hân 50 nó đi mua cà phơ nè rồi ông Hân mới nợ đây mai nợ tao 50 bây giờ là đây nợ một mình cậu bảy 50 mới gì mà ông Hân nợ mày rìu tao ché ông mày sao thì mày ké nợ là dứt gạt rồi mà sao còn ông đây nợ ông nữa thì nó nợ tao tao mới đưa nó tiền nó đi uống cà phơ đi mua cà phơ uống đồ mấy tao bây giờ điên thật sự luôn á có nghĩa thằng rìu giờ nó chỉ nợ cậu bảy 15 ngàn cũ thôi 15 ngàn vậy thôi tao trả mày 15 ngàn luôn nè không rượu nợ mà à mày nợ tao 15 ngàn nữa 15 ngàn ly phơ á à 15 dạ tới ly phơ bữa uống tính giận rồi để thôi giờ trả luôn che nó 15 ngàn thôi còn đi mệt với khói nợ nàng đi gì
chuyện giống luôn đủ. Rồi xem vô vậy chưa? Hết. Trời sao rồi sao giờ tự nhiên cậu bảy cá tôi 500. Rìu nãy giờ đủ tiền chưa? Đủ chứ gì nữa không đủ. Đủ hết nữa. Nãy giờ rõ ràng mà. Ủa sao cháu đâu con 15 ngàn à? Rầu giả thông giọt, nhai nó giọt. Khối uống cà phê mày. Nhưng mà sao Rìu cháu đâu nó còn 35 ngàn à? Trên nợ hết mà. Tao đưa mày. Nó trên nợ hết á. Mày tổng tiền mày có nhiêu? Biết. Coi. Trời ơi. Không ra ra đến mày làm đùa. Đó, lớn mà. Tại nó mà lừa nhau. Sao cậu ấy? Tự nhiên say sắm quá. Ông Mai say sắm. Nói chung nãy giờ thằng Diều nó cũng quên cái đoạn. Cậu nhớ nãy 35 ngàn đầu tiên không? Dạ nó còn nợ tao 35 ngàn. Đúng. Thằng Diều nợ tao 35 ngàn kẻ luôn mẹ nó đi. Mặt quá. Để xong tụi bay kia mẹ nó tao nhức đầu. Để 35 ngàn nhanh đi vô tao ngủ tao mệt quá. Đủ quá. Đủ đâu. Còn em nợ thì em trả cha đâu. Cậu bấy có nhắc quậy điều. Ông vô làm ly cà phê vậy. Mẹ nó mua ly cà phê uống ơi, nhức đầu quá anh em. Mày làm đỡ tiền cho Pepsi đem vừa chứ. Mẹ ông hăng nợ cậu bảy 50. Mẹ anh hăng nợ cậu bảy 50 mà sao giờ. Sao mày không đi mua cà phê mày ngồi anh nữa. Đỡ 15 trăm nó bạc ngựa. Đỡ chạy 15 cũng không trẻ cho nó gọn cái trăm mệt đó. Vậy cái này là 15 à. Đỡ bạc 10 ngàn đỡ bạc ngựa rồi. Quả sao ông Rìu ban đầu nó nợ 15 ngàn giờ còn nó còn 10 ngàn à. Nè mày tao coi mày, mày mua tao 50 cà phê là muốn 100 luôn ấy. Đâu 150 bảy của anh Hân khùng quá 100 đâu. Cái đây là anh quá, tiền tao đưa mày sang Rìu đưa 50 ấy. Sao anh tiền nhiều vậy khùng quá. Cái 50 đây là nãy cắn xong rồi không có liên quan tới cậu bảy. Còn cái đây là anh Hân là nãy anh giữ của cậu bảy rồi mà. Dạ anh 50. Cứ nghe giờ khoan kiếm nợ cậu bảy 50 thôi. Rồi bây giờ tấm lại bây giờ con nợ ổng nhiêu. 50 ấy. Anh có nợ em không? Vậy rồi vậy cho được 100 đó vậy 50 điều nãy một điều đưa. Bây giờ tiền trong tay đó. Rồi bây giờ quan trọng nè, tự nhiên cái 50 này nó dư ra của ai nè? Đó của ai cũng biết luôn á. Là con nợ cậu bảy 50 này. Bà Dung Huy mua cà phê mẹ biết của ai? Thì của tao á. Không có. Cậu bảy đưa ông Hân có 50 bây giờ. Tóm lại là cậu bảy nhớ ông Hân nợ cậu bảy nhiêu? 50. Cậu bảy có anh Hân có nợ mày không? Không. Vậy thì 50 này của anh Hân chứ tôi chịu chân hướng dữ mày. Thì Điều còn nợ tao 35 ngàn nữa ấy. Đúng rồi. Không, nó đưa được không? Tôi bị khùng không? Để nó đưa 25. Chỉ có 15 ngàn một ly cà phê đâu. À 15 ngàn đưa mẹ nó, 15 ngàn trẻ luôn đi. Mày còn nợ một ly cà phê không? Đâu, bừng mình uống luôn rồi. 15 ngàn á. Đâu. Mày đưa chưa mày nhớ nữa đi. Ở đâu còn 10 ngàn mà. Quay. Trải vậy, 10 ngàn đưa mẹ. Mèo nãy mày cầm mấy trăm? Sao 15 ngàn ly cà phê giờ mất mẹ mấy trăm luôn không? Đâu có. Để mày đi mua cà phê mẹ nó đi nhức đầu quá. Thế cậu tao 5 ngàn thôi vậy nè. Rồi bây giờ nè đưa 50 quay. Anh Hân cất 50 tiền của anh đi. Bây giờ anh cho mượn em 50 đi. Thôi anh Hân cho điều mượn 50 quay. Đây là anh cho em mượn tiền của anh. Cho em mượn 50. Rồi. Tiền em mua cà phê anh cất bây giờ đi mua. Không thể tôi mượn tiền ông cho em mượn cà phê mua. Mượn cà phê. Hân nó nợ ta 50. Đâu thế này con trẻ cậu la cho bay này nó mượn nhưng 15 ngàn là ly phơ. 15 ngàn ly cà phê. Để cậu thấu em này. Rồi đó. Tiền ai? Đây ai cho rồi. Má gì? Cà phơ, phá con đi mua cà phơ. Ly cà phơ, mày 50 ngàn tao đưa mày đi mua cà phơ á. Dạ, thì bây giờ đây con đi mua nè. Vậy là bây giờ mày nợ một mình ông Hân 50 ngàn rồi á. Em nợ anh 50 rồi á. Vậy thôi, em trẻ anh đây còn nợ 5 ngàn đâu. Ừ. Đâu sao? Thì muốn làm rồi sao? Đâu nha. Nợ em chỉ nợ 5 ngàn đâu. Đâu 5 ngàn, 5 ngàn. Vậy thôi, con trẻ mượn 5 ngàn. Con trẻ đậm luôn, trẻ dứt đi mong đi. Nợ không đi. Đâu sao? Dạ mày còn nợ tao nhiêu nữa? 5 ngàn. Rồi, đúng rồi. Sao 5? Chào năm hồi nãy 15 ngàn chưa trả rồi chưa không đem. cái 35 ngàn chị kia nãy giờ ai thanh toán đầu tiên nữa 35 ngàn nữa là máu mượn 5 ngàn 40. Nữa là 40 thôi giờ anh Hân nó thiệt cậu bảy dừng Rìu lèn eo á anh Hân cho Rìu mượn 40 đi nó trẻ rất dài cái đầu mệt quá bây giờ lần cuối cùng rồi á đây anh cho thằng Rìu mượn 40 mày trả cậu bảy cho rất dài rất dài đi rất dài hết nợ. Rồi hết nợ nha. Đây, 1 2 3 4 5. 50 ngàn là tiền của anh Hân. Trả 50 con trả cậu luôn. Con còn 10 ngàn. Còn 10 ngàn. Vậy rồi, xem. Mấy thằng tự tính. Rồi hết nợ. Thằng vừa mẹ nó y dê tao đám cửa tao ngủ. Quá. Dạ. Là sao nãy cậu bay có 100 mấy mà giờ. Cho đám cửa tao ngủ tao mệt quá mấy. Bay mệt quá. Có cái gì chặt phơ mà gì làm anh. Không đây giờ. Đầu cuối. Dạ. Em nợ anh 40 ngàn. Mày đưa cho mớ mượn mày làm gì? Rồi thì ý anh nhắc cho em quên 40. Rồi tiền mày đâu hết đâu rồi.
Trả nợ đâu? Trả nợ hết thì mày nợ có 15 ngàn ban đầu rồi đúng không? Mày sao giờ? Mày... bây giờ hết nợ mà. Sao giờ mày anh nợ tao đâu đó, còn nợ chứ cùng nợ ông mạnh. Nhưng mà sao tự nhiên mày 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 đòi đúng rồi. Sao tự nhiên giờ mày âm ông hơn 40? Ông hơn liên quan gì đâu? Mày kệ vô. Thì mày phải trả chứ, mượn thì trả chứ sao? Mày nhớ cái đoạn nha. Mày ông mày mày đó mày nhớ cái đoạn ông nợ mày 600 không? Sao giờ tiền mày đâu? Đồ mày nó uống không còn một giọt nước bích trà luôn. Mày nhớ cái đoạn ông nợ mày 600 không? Đó. Tao còn quay đó mà. Cái đoạn ông nợ mày 600. Tao làm nợ 600 ngàn, tao ngu rồi đưa tiền 600 ngàn. Ông nợ mày 600. Mày nhớ cái đoạn mà ông đưa mày một tờ 500 với lại một đống tiền lẻ không? Tao làm tao ông mượn 600. Mày vô mày hỏi ông coi. Ê, tao thiệt á. Mày mất tiền on á nha. Hỏi anh Hân nè. Không, anh đâu biết đâu. Hả? Ê, để ra bên tiền. Ta có nghĩa là hiện tại cậu bé ông đang nợ mày cái tờ 500 đó hả? Cậu bé chân không chân chân ngã cho ông biết mà dưới đập phong thủy đập phong thủy ông có đập vào hồ cá này hèn gì ông kêu ông rìu xuống đây cái hồ cá ông đập vào này em thấy không phong thủy đấy tao cho mà coi cái đoạn này nè hồi nãy ông kêu ông nợ mà 600 ngàn bụng mấy anh ông đòi tao 600 nè không có sao không có cái bẫy cậu bé ơi cái này của con mà 500 của nó lần này cậu bảy nợ nó 600 mà sao giờ vậy nợ 600 mày tao nghĩ ra sáng ra đây nói chuyện vô ô nghèo giàu nào ông đừng có ui hồi nãy nó còn nợ tao 35 ngàn chưa tính đây mà sáng ra đâu chưa dám hả không có đâu không nợ cậu nữa nợ tao 35 ngàn dưới nợ một ly cà phê là đủ 50 mày mượn mày đi mua thuốc chết chi mà không có thuốc chết chi mày dạ ông 50 chứ ông hơn 40 90 90 trừ 500 ra còn 401 ông nợ mày 401 mà là ai hay sao cậu bé nợ nó 401 cậu bé nhớ không mày lên mạng người lên mạng người ta cười chết đó nha là tao nợ mày là nhiêu ấy là nợ nhiêu là 500 trừ ra 35 ngàn là nhiêu? 500 trừ 90 còn 41 41 trừ thêm 35 ngàn nữa là cậu bé đang nợ nó 385 ngàn 385 vậy đưa tờ 500 mày thấu tao 10 ngàn đi thì tao thấu thì thấu nhiêu? 385 đưa tờ 500 thấu 10 ngàn thấu 20 đi ê có để chờ tao cho mày mượn 20 mày thấu tao nhanh đi chút nữa tới giờ rồi nó còn nợ tao không là nó đang nợ cậu bé 20 à 20 quen thì cậu bé mới đưa nó 20 cái máy từ 500 của nó mà nợ tao 20 á gì tụi bay sẽ quằn mệt quá à. Mày mua cà phê chưa này lấy 50 mua phê đúng rồi mệt quá à. Anh nào mua phê giờ làm thật cũng đồ chứ nhớ đồ quá vậy anh đi mua phê nghe cái điều đó còn nợ tao không chị ta anh thấu em bóng đưa giờ hết nợ anh anh thấu nó 40 đi nó nợ 40 nè thôi không sao vậy 40 với 50 cũ nữa mẹ 50 đầu tiên thì tao á mày nhớ nha 50 đầu tiên mà cậu bảy ông cấn không ông cấn qua đồ đây lên mạng tiền bạc người ta chửi dữ lắm nha có nghĩa là 50 đầu tiên cậu bảy cấn cho thằng Rìu cậu bảy nhớ không mày cấn 500 ngàn mày đấu cho nó mẹ nó đi cho rồi tính không có thôi giờ mày đưa ông đi mày đưa ông mày ông nợ mày 401 á rồi bây giờ anh nợ mày 401 rồi sao anh đưa nó 10 ngàn cho đưa tiền 400 nợ 400 rồi cảm ơn anh cầm gì rồi mày nợ tao 20 mày trả tao 10 ngàn mày nợ tao 10 ngàn rồi chảy mẹ đúng rồi che rồi sao anh nợ 400 nấu lẹ quá gì cả nấu rồi anh mới ơi nhức đầu này nhức đầu mệt mỏi đầu giật mày xin nữa nãy tao cầm một tấm tiền mà sao giờ tính còn mười mấy ngày vậy sao ông thì thằng Rìu nó nợ cậu bảy hồi nãy kêu 90 đó Rìu nợ tao 90 à đưa 500 thấu 41 đó vậy Rìu nợ tao 90 nữa nha quá trời nợ gì nữa thì 90 cấn tượng hơn nè giờ ông đang nợ 400 rồi vậy đâu cấn đi ông Hân còn nợ mày 301 ông Hân nợ cậu bảy 90 Ừ. Hân nợ ấy, chứ không ăn điều nợ ấy. Thôi giờ dồn cho một người nè. Bây giờ là thằng Rìu đang nợ cậu ấy 90 đúng không? Anh cho nó mượn 90 và dồn cho một người thôi. Nè.
Tại giờ tao cho tiền điều mượn 90 ngàn. Ông đủ lấy con mượn đó. Đúng rồi đó. Lột gì chạy đó cho mình. Nè nè. Mày cầm nè. 90 nè. Rồi. Mày trẻ cho anh Hân. 500 ngũ tiền tao lậm đâu ta. 500 mày lậm mà sáng ấy. Tao không biết nha bây giờ này đó. Bây giờ là dồn nợ nè. Thằng Riêu là với ông Hân là hết nợ. Rồi ông Hân nợ cậu bảy 100 ngàn xong. Cậu nha, tôi có đợi nữa. Nợ 100 ngàn hả? Ôi chung vậy sao cuối cùng tiền đâu anh ông chùm này. Con nợ tao 100 ngàn hả? 100 ngàn. Ok, ok, rồi mới cho anh Diệu điên ở đây cho xe test thêm 6, 7, 8, 700 ngàn. Rồi, được, ok, sắp nợ luôn. Sắp nợ các bạn. Đó, tao bấy. Hết nợ này nha. Hết nợ này. Không còn nợ nào. Nhanh riêng Diệu ra, nắng đứng ra. Diệu sao Diệu? Bây giờ anh nợ anh Diệu nhiêu nữa? Thì nó nợ anh. Thôi, hạ màn này chứ, nó được, nó điều tàn. Thảo đưa này, đó, tiền đó rồi sáng á. Thảo đủ mấy được đưa tiền. Hết nợ đâu, tôi mấy được đưa nữa, tổng quá nợ không? Dạ, anh có tay. Tiền hậu tao cho 35 ngàn nữa. Đúng rồi. Điều còn nào tao 35 ngàn nữa nha. Cái gì đó 35 ngàn gì mà sáng vậy tụi trẻ mấy chục lần rồi không? Trẻ con nợ không? Còn nợ cả 35 ngàn. Ngay từ đầu á, ngay từ đầu á. 35 ngàn cũ đầu tiên mà nó lẻ mày. Vậy là khỏi làm trẻ. Mày lúc vừa trẻ. Vậy là khỏi làm ẩm thực. Tao mượn 15 ngàn nữa đủ 50 luôn đây. Đúng rồi. Không, tôi mượn luôn. Tao đủ 50 luôn. Không. Chẳng còn nợ 35 ngàn nữa, tao vô chị ngựa uống mẹ nó. Mệt quá, đi chia mẹ này. Nãy cậu mấy đưa cậu ông Hân 50 tiền uống cà phê mà. Hân mua cà phê đem vô tao nha, mày còn nợ tao 50 á. Mày bây giờ nó đi đẻ giờ cũng còn 1 ngàn nào trong người hết kìa. Thì cậu mấy nhớ nó nợ cậu mấy 35 ngàn, ông Hân 50 ngàn là được rồi. Ý là cái này nè, giờ anh là chưa đủ tiền nè, nó nợ tao 35 ngàn đứa nè. Sáng cậu bảy cầm 200 mấy mà. Sao giờ còn nhiêu đây à? Bây giờ đứa nào nợ tao, đứa nào không nợ tao, tao nợ đứa nào. Con nợ cậu bảy 15 ngàn, Riều nợ 35 ngàn, ông Hân nợ 50. Thôi ghê, tao còn nợ ai nữa không? Sao ra đây? Sao? Đeo đẹp quá. Còn nợ tao 35 ngàn. Thế giờ là ông Hân cho mượn 35 ngàn trẻ. Rồng lên. Rồi 5 ngàn. Rồng 5 ngàn cao luôn rồi, đầu sạch nha. Sạch nè. To mà luôn á. Vậy sao mày nợ tao 15 ngàn nữa ở đâu vậy? Ở đâu con nợ cậu bảy 15 ngàn. Mày nợ tao 15 ngàn mà. Hồi nãy cậu bảy đưa con á. Sao đâu, xe đi. Thì mai trẻ, mai uống vơ. Cho mày mượn 35 nữa đủ 50 nè. Giờ tiền. Tao mệt quá. Trời, bây giờ anh chỉ... Mày rút cuộc, mày nợ tao mà mày hết nợ đâu, nãy đưa 100 rồi. Mày đi mua cà phê. Hết tiền mua phơ luôn. Rồi, giờ 35 ngàn đây con cho anh Riều mượn nè. Riều, tao cho mày mượn nè. Có, còn cái đoạn mà tao rối tao chuyển khổng 50 ngàn rồi. Mày chuyển ông 50 ngàn, ông chưa trừ ra. Sao giờ mày đang nợ 35 ngàn này, tao cho mày mượn nè. Rồi, xong đây 35 ngàn đây, trả cậu bảy. Rồi, không ai nợ ai nữa nha. Mày còn nợ tao 15 ngàn mà. 15 ngàn gì nữa? Mới mượn, ông mới đưa tụi 50 ngàn rồi mà. Hết nợ nè. Hết nợ. Rồi anh Hân là 500, xong. 500, rồi giờ. Bình thường quá à. Vậy rồi, tao còn nợ ai nữa không? Hay xong rồi, không ai nợ ai nữa. Không phải rồi, anh em. Thôi giờ mẹ này. Anh em mà nói. Thôi giờ, điều gì vậy? Tao mày là quờ nhau hả? Không có anh em. Anh em sao đụng chiên thịt bạc đó. Mấy cái gì vậy? Tao giờ nó ngủ. Đâu, vậy tao gì hả? Chiều anh em làm ẩm thực được. Vậy tao còn nợ ai nữa không? Tao còn nợ ai nữa không? What the hell?